Ủa, gai không, gai không, thu da anh chị mấy ơi. Xin chào nhà nhé. Ngày mới mình cũng xin chúc cho toàn thể quý ông bà cô dì, chú bác, bạn bè gần xa đang xem video của mình ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi xe nghe ông trong rừng già đây, anh chị em cô bác ơi. Rồi, mình đi đến đây mình cũng gặp một cây hai tuổi ông rồi anh chị em cô bác. Đây, cây phía sau mình đang đứng bên cạnh mình là một cây hai tuổi ông. Ngày mới mình cũng xin chúc cho toàn thể anh em đồng nghiệp đi xe nghe ông trên mọi miền Tổ quốc xanh thật nhiều ông nhé. Bây giờ mình sẽ tạo khối lên chinh phục tụi ông lại nhé cả nhà. Nhà đồng hành video của mình nhé. Mình xin chào toàn thể quý ông bà, cô dì, chú bác đang xem video của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi xe nghe ông rừng trong rừng già để anh chị em cô bác ơi. Đây mình đi xe nghe ông rừng đầu tháng 9 này. Tháng 9 cũng trong tháng 7 âm luôn. Đây, mình đi đến đây trong cây già mình đã phát hiện một cây hai tuổi ong luôn anh chị em cô bác ơi. Tuổi ong trong cây cây già khá to này anh chị em cô bác ơi. Ở trong tháng 7 âm này gặp hai một cây hai tuổi ong. Ông ba đổ cho mình mà gặp một cây hai tuổi ong rồi. Đó, cái tổ đầu tiên cũng khá to này anh chị em cô bác ơi. Ra ngay lâm ra khoảng 3 mét nữa có một tổ trong cái cục rậm đó anh chị mới biết chỗ lâm dây tổ đấy khá to luôn anh chị mấy ơi. Một cây hai tổ ong hai hung luôn, rất hung dữ này, cây khá to rồi. Giờ mình sẽ tạo khối lên chinh phục tổ ong này nhé anh chị cô bác. Anh chị cô bác đã đồng hành video của mình nhé. Mình đã làm trái khối xong rồi anh chị cô bác ơi. Của ông mình nó đóng bên cây này anh chị em gấp ơi. Cái da khá to luôn. Cái da khá to khá cao luôn. Khá nguy hiểm luôn, dây nữa, nhờ coi da trơm cái dây này anh chị em gấp ơi. Bây giờ mình sẽ lên trên đó mình tạo khối, mình sẽ chinh phục tụi hai tụi ông này, cả nhà đồng hành video của mình nhé. Bắt đầu lên anh chị em gấp ơi. Theo cái đây mình đi qua. Đây hồi trước kia là ở đây cây kế này anh chị mình khác ơi. Hồi xưa ở đây cây kế cây già này ăn vô. Giờ còn cái loại kế. Ôi lại ông bà cho ông xin ít mật ong nha. Để đi lên tiếp anh chị em cô bác ơi. Đây, tôi ông đóng ngoài đây anh chị em cô bác ơi. Em bắt đầu bung ra rồi anh chị em cô bác ơi. Nhanh nhóc không. Giờ đâu mình ra tiếp. Ôi rừng núi bao la luôn anh chị em cô bác ơi. Đó, tôi ông nó cách của mình còn 4 mét nữa. Là tổ đầu tiên. Giờ mình ra tiếp anh chị em cô bác ơi. Mình đã tạo khối rồi, mình đã tạo khối rồi ra tiếp. Mình lên tới tổ ong đầu tiên rồi anh chị em cô bác ơi. Đó. Ồ, tổ ong bầu mật nó đám vôi rất đẹp luôn anh chị em cô bác ơi. Tổ đầu tiên. Tổ thứ hai trong lùm dài đó nha anh chị em cô bác. Tổ thứ hai khá to luôn à. Đó, tổ thứ hai rất to luôn. Đó, vậy ông bị tá lá rồi. Đó, tổ đầu tiên bầu mật rất đẹp luôn. Đó. Đang quay cận cảnh cho nhà xem này. Đó, bầu mật trăm vôi rất đẹp luôn.
Ở tháng 7 ông bà đổ cho mình gặp hai tổ ong một cây. Đỡ con đi vất vả đi tìm anh chị quét ơi. Rất hấp dẫn luôn. Bên đây ngay cái ẻo rồi anh chị quét ơi. Bên đây cái ẻo rất khó quay luôn. Anh đứng cái thằng rất khó quay luôn anh chị quét ơi. Ôi lên lại ông nó tán ra. Đỡ mình nè. Để mình ra mình lấy cái tổ thứ hai trước quá. Mình đã lấy tổ thứ hai trước rồi, bây giờ mình lấy cái tổ đầu tiên anh chị mới bác ơi. Giờ mình ra tiếp. Tổ nó chuối mất rồi anh chị mới bác. Trên này gai không anh chị mới bác. Cửa là gai. Ui dồi gai. Ui dồi. Gai không chị bác. Ui dồi gai này mà trên luôn. Ui dồi gai dữ quá. Ui dồi dầm. Gai dầm cái ép. Cũng kiếp à. Tổ thứ hai nằm dưới đây anh chị em bác ơi. Tổ thứ hai khá to nằm dưới lùm cây nấp trong lùm này anh chị em bác. Còn ơ mình cái tổ này. Tổ này lấy được cái bò mặt cái tổ này ơ mình này anh chị em bác ơi. Gai không. Đó, anh chị em bác thấy gai khủng khiếp không? Gai đóng lúc trên này luôn rồi. Đó, gai nhọn mình dặm cái ốc rồi. Gai như trong. Khủng khiếp thiệt. Ông bay tá lá đây anh chị em bác ơi. Để mình tìm chỗ mình quay cho anh chị em bác xem nhé. Khủng khiếp. Wow. Rừng núi bao la hết anh chị em bác ơi. Khủng khiếp. Tổ thứ hai đây anh chị em cô bác ơi. Wow. Gai không. Gai không. Tổ da anh chị em bác ơi. Bò mặt khá đẹp luôn. Bò mặt cám vôi anh chị em cô bác ơi. Bò mặt cám vôi chạy kiều luôn. Khá đẹp luôn. Bò mặt cám vôi chạy kiều rất đẹp luôn anh chị em cô bác ơi. Tổ này da anh chị em bác ơi. Nó hết nhộng rồi. Nó hết nhộng luôn rồi. Nó hết nhộng rồi. Wow, gai đâm mình dữ quá. Quá trời gai luôn. À, tụi em rất hung dữ luôn. Não mình phát rồi ta. Wow, giờ đầu lấy mặt anh chị người bác ơi. Ây da, gai. Wow, nó khó quay luôn. Wow, giờ đầu lấy mặt. Rất khó lói luôn anh chị em bác ơi. Đó, giờ còn mặt không anh chị em bác ơi. Giờ đâu mình lấy mặt. Wow. Giờ đâu mình lấy mặt anh chị em bác ơi. Không sợ lo bị xuống được. Anh chị em bác cách từng tảng mặt là bon bì à một tán là anh chị bác ơi.
hai tán anh chị mời bác ơi, rất hấp dẫn luôn. Ở mình đã xong tổ đầu tiên rồi anh chị mời bác ơi, được hai tán mật rất hấp dẫn luôn anh chị mời bác, không rất hấp dẫn luôn. Gai không anh chị mời bác ơi, gai bị tá lá đây. Giờ mình quay lại mình lấy cái tổ đầu tiên nha anh chị mời bác. Video tổ đây kết thúc nhé, mình quay lại lấy tổ ở chỗ nãy mình ra đầu tiên anh chị bác ơi, nhà đồng hành video mình nhé. Đó nha, đó mình quay lại tổ đầu tiên đây anh chị em cô bác ơi, tổ từ thân cây ra tổ đầu tiên anh chị bác. Mình quay điện thoại rung lắc nha, xem thông cảm nhé, mình quay phim đây được không, thân to quá khó quay quá anh chị bác ơi. Wow, rừng núi bao la luôn anh chị em cô bác ơi. Đấy, rừng núi bao la bạc ngàn luôn. Rừng núi bao la hết rồi. Rừng núi bao la luôn. Đây, mình quay lại tổ đầu tiên đây anh chị em cô bác ơi. Tổ rất khó quay luôn. Nằm giữa thân chính luôn anh chị em bác ơi. Cái thân rất to luôn. Wow, thân rất to rất khó lấy mặt luôn anh chị em bác ơi. Nhiều gai, cái này rất nhiều gai luôn anh chị em cô bác ơi. Wow, rất khó lấy mật luôn. Đây, giờ đâu mình lấy phân ho này anh chị em cô bác ơi. Wow, wow, đây mình dối xuống, mình quen thôi luôn lát nha, xin thông cảm nha. Mình dối xuống. Rất khó lấy lắm mặt luôn. Một coi hai tổ ong. Thì tháng 9 rồi mà một coi hai tổ ong. Vô mùa đây là một coi hai ba tổ ong. Vô tháng 9 nha nhìn cô bác. Đó. Giờ còn bao mật không anh chị em bác ơi? Giờ mình sẽ lấy mật anh chị em cô bác. Mật anh chị em cô bác ơi. Rất khó lấy mật luôn. Ôi giời. Đó, mình lấy xong rồi anh chị em cô bác ơi. Thế mình lấy cái tổ ra xem rồi luôn anh chị em cô bác ơi. Đấy, mật ở rừng già lúc nào nó màu vàng rất đẹp luôn anh chị em cô bác ơi. Đó, mật rất đẹp luôn. Thôi, thời lượng video đây kết thúc nhé anh chị em cô bác. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc nhé. Chào nhà anh Tết mấy nhé.